hướng dẫn sử dụng giáo cụ số hình chóp cụt. Trên EduLine, giáo cụ số hình chóp cụt là một công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy. Bạn hãy click vào các mũi tên để xoay các mặt của hình chóp cụt. Bạn hãy để ý màu của các mặt. Ngoài ra, có thể chọn vào các mặt để tạm ẩn mặt đó đi và có thể quan sát được mặt sau. Với giáo cụ số này, bạn có thể tạo hoạt động nhận biết, hình dung và phân tích hình chóp cụt, từ đó dễ hiểu hơn về hình chóp cụt. Để tìm và sử dụng nội dung, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào công cụ Component ở thanh công cụ bên trái. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là hình chóp cụt. Bạn chọn vào giáo cụ số đó. Ngay lập tức sẽ hiện giáo cụ số này ở trong slide. Bạn có thể di chuyển vị trí, phóng to, thu nhỏ tùy theo mục đích. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng ta cùng xem thử. Việc sử dụng giáo cụ số sẽ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy qua các công cụ mô phỏng để học sinh hình dung dễ hơn. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với công cụ giáo cụ số của EduLife. Chúc bạn thao tác thành công! EduLife.